Và bây giờ lời võ chúng tôi xin đón chào môn sinh kế tiếp. Xin chào tất cả các bạn, hiện tại mình đang ở sau hậu trường của chương trình Lò Võ Tiếu Lâm. Tiếp theo đây là phần thi của mình rồi. Mình cố gắng hết sức để truyền tải những thông điệp, những ý nghĩa của bài thi của mình đến với khán giả. Và mình sẽ cố gắng chinh phục được ba vị giám khảo. Ủng hộ cho mình nha. Yeah. Chào em. Dạ. Em giới thiệu về bản thân mình cho ba vị ban giám khảo được biết đi nào. Dạ, con tên là Nguyễn Minh Mẫn, năm nay con 20 tuổi. Con đang làm phục vụ quán cà phê. Tự tin chưa? Dạ rồi. Rồi, sẵn sàng chưa? Dạ. Và bây giờ hiệp 1 nhất đẳng của Minh Mẫn xin phép được bắt đầu. Nhưng trước khi bắt đầu cho chuẩn bị đạo cụ phục trang một tí xíu. Và hiệp 1 nhất đẳng tiền thưởng là 2 triệu đồng 1 phút 30 giây của Minh Mẫn bắt đầu. Vô. Ôi. Cái nhà gì đâu á? Dậy. Giờ này giờ nào còn ngủ nữa cưng. Trễ rồi. Trời ơi, thôi khỏi. Cuộc đời em luôn luôn trễ. Em sinh ra là đã trễ rồi. Mày xúc miệng bằng nước xả giải luôn hả? Không những xúc mà còn uống nữa chứ. Chịu nhắc em sớm. Ghê quá cưng ơi. Thôi bây giờ nè, khi nào cưng trả chị tiền nợ? Đâu rồi? Trả lời chị đi. Đâu rồi ta? Em tìm cái gì? Cái quần kìa. Cái quần kìa. Trời ơi, chị nghĩ sao em khùng tới cái mức mẹ mặc cái quần của em là sao? Nhìn con. Em quê á chị. Thôi. Bây giờ á em trả nợ cho chị đi. Bao nhiêu tiền trả hết? Chị bình tĩnh. Cuộc đời của em nha, chưa bao giờ mà em quỵt nợ ai hết trơn á. Trời á, em nợ chị nhiêu là em nhớ hết trơn. Kể nghe coi. 2 tháng tiền nhà mỗi tháng 800 ngàn cộng là 1,6 triệu. 100 ngàn tiền điện, 200 ngàn tiền nước, 350 ngàn tiền wifi, thêm tiền nợ chị là 600 ngàn, tiền ăn là 500, nữa là tổng là 2,940 triệu. Trả đây. Tháng sau em trả cho chị. Ê. Chị khó cửa gì nhốt em. Em nói chị biết em không dễ dàng bị nhốt vậy đâu nghe chưa. Em thoát được rồi chị ơi. Cửa mở vô mà cưng. Trời ơi. Cảm ơn em, xin mời em về vị trí của mình. Dạ em mời anh Quốc Thuận ạ. Đây là một tiết mục mà mình cho rằng nó có sự sáng tạo ở trong đây. Nếu như mà bạn không quá hồi hộp thì mình nghĩ là bạn sẽ còn làm nhiều cái, nó còn sẽ tự tin và nó sẽ duyên dáng hơn. Bạn đang bị cuốn theo cái thời gian, cho nên là mỗi cái hành động, mỗi cái động tác nó chưa có rõ. Với tôi thì là một môn sinh có khả năng đi tiếp vào vòng trong. Chúc mừng bạn. Có những lời nhận xét như vậy mà không biết anh có quyết định thu nạp bạn hay không. Xin mời anh. Wow, như vậy là anh Quốc Thuận đã thu nạp bạn. Và bây giờ chúng ta cùng nghe lời nhận xét của đại sư tỷ Việt Hương. Dạ, mời chị. Nói với chị thì vậy, khi em đem một cái gì lên đây thì em phải giải quyết nó để cho người ta thấy liền cái sự việc của em là em đang bài bừa. Yeah. Thì khi bài bừa bà chủ vô đây, bà sẽ khó chịu với căn nhà này. Hiện giờ đối với chị chưa rõ ràng, chị không thu nạp. Dạ, cảm ơn chị Việt Hương. Như vậy là nghệ sĩ Việt Hương không thu nạp bạn. Và bây giờ chúng ta cùng nghe ý kiến của đại sư Quỳnh Trung Dân. Dạ, xin mời anh ạ. Hiểu phẩm của con á, nó chưa có tròn trịa, cái hài nó cũng chưa tới giống như Việt Hương nói. Chú Dân thì chú Dân nghĩ rằng là vòng 1 đó chỉ là một cái để cho con làm quen, vòng 2 để coi khả năng của con đi tới đâu. Dạ, chú thì là... chú sẽ nhận. Wow, Mẫn ơi, như vậy là em đã có 2 quyền thu nạp từ anh Trung Dân cũng như là anh Quốc Thuận. Đồng nghĩa với việc em sẽ đến với hiệp 2. Không biết là em có muốn tiến vào hiệp 2 hay không? Dạ có. Có. Dạ. Và số tiền của em là 2 triệu đồng. Bây giờ xin mời em hãy nhìn lên và chúng ta cùng mua bí kíp. Xin mời. Ở vòng này thì chúng ta có những quyền mua bí kíp như sau: đạo cụ phục trang đặc biệt, sử dụng bàn diễn, thêm lượt và thêm thời gian. Nếu như em mua một quyền em sẽ tốn 500.000 đồng. Không biết là em chọn quyền mua bí kíp nào ạ? Dạ em mua 2 quyền là đạo cụ trang phục đặc biệt và sử dụng bàn diễn ạ. Quyền đạo cụ phục trang đặc biệt. Môn sinh sẽ được sử dụng các loại đạo cụ khác nhau và trang phục khác nhau mà không giới hạn số lượng. Môn sinh được sử dụng quyền này xuyên suốt các hiệp thi ngay sau thời điểm mua. Quyền sử dụng bạn diễn. Môn sinh được mời thêm một hoặc nhiều diễn viên phụ diễn trong tiểu phẩm dự thi của mình. Môn sinh được sử dụng quyền này xuyên suốt các hiệp thi ngay sau thời điểm mua. Em mua 2 bí kíp vậy em mất 1 triệu đồng. Em còn 1 triệu đồng. Cảm ơn em. Dạ. Vậy bây giờ em sẵn sàng chưa nào? Dạ.
Và bây giờ là những phút chuẩn bị của Minh Mẫn đến với hiệp 2 của chúng ta. Xin mời. Hiện tại thì số tiền của Minh Mẫn là 1 triệu đồng. Nếu như bạn chiến thắng ở vòng này, bạn được cộng thêm 5 triệu đồng. Và tổng số tiền cộng dồn của bạn là 6 triệu đồng. Và bây giờ hiệp 2 nhị đẳng của Minh Mẫn xin phép được bắt đầu. Dạ chị, cho em tính tiền trước. Em có cái lê à, thông cảm cho em nha. Chị tính cho em cái lê chị. Dạ anh ơi, cái này không có tính tiền được ạ. Ủa em mới lấy ở quầy á chị. Dạ em biết là anh lấy ở quầy, nhưng mà phải có cái mã em lên đây mới tính tiền được anh nha. Để anh ơi, dạ, chị đợi em xíu nha, em chạy xuống lấy cái mã. Dạ. Vô chỗ với em nha chị. Bình tĩnh kìa. Ủa chị ơi, em có cái mã rồi nè chị. Thông cảm giùm em ra sau. Một cái lê thôi chị, một cái lê. Chị thông cảm dạ, nha. Dạ. Dạ của mình là 13.000 anh nha. À, dạ dạ. Chị thối giùm em. Lẹ lẹ đi anh. Dạ, dạ anh ơi, cái này của mình 13.000 thôi ạ. Dạ em còn có tờ 500 mà, chị thối giùm em đi. Dạ. Dạ anh ơi, em không có tiền thối á, anh coi đổi được ai thì đổi giúp em nha. À, chị đợi. Dạ. Chị cho em đổi 500 hay chị? Sáng đi chợ chồng có 100 mà. Có 100 mà. Đổi 500. Không có tiền lẻ. Không có. Chị kiếm cách khác quen ai đổi cho em chị. Dạ rồi đợi em xíu nha. Dạ. Lẹ đi anh. Một xíu thông cảm thông cảm. Dạ alo. Dạ em gọi anh để đổi tiền giùm em á. Dạ. Nhanh. Dạ dạ rồi anh em lên giúp em nha. Dạ. 30 phút nữa anh nha. Trời ơi. Đợi em xíu. À, dạ dạ. 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 1.000, 2.000. Của em nhiêu chị? Dạ 13.000. Dạ chị đợi. Của em tính nhiêu chị? Nhiêu em biết nhiêu. Cho em tính lại xíu nha. Bình tĩnh nha mấy anh chị, từ từ. 1, 2, 3, 4. Nhanh nhanh anh ơi. Dạ. Nhanh nhanh đi. Cho em tính tiền xíu. Cho em tính tiền xíu. Ủa mà em tính nhiêu rồi anh? Tính nhiêu sao tôi biết được. Cho em tính lại xíu nha. Đếm lại đi anh. Dạ dạ dạ. Một. Trời đất ơi, đưa đây tụi tôi điểm cho. Mấy anh chị ơi, bình tĩnh. Để mình tự thôi mấy anh chị. 12.000 nè. 12.000 hết à? Dạ dạ. Dạ anh ơi, cũng mình 13.000 ạ. Chị cho em 1.000 lẻ đi. Anh ơi, em ngồi cái vị trí này là không có tiền trong người, không có cho được anh nha. Em hết không còn tờ lẻ nào. Em không có. Để cho em 1.000 cho em 1.000 đi. Đã nói là chồng cháu có 100.000 là có 100.000 à. Cho em 1.000 đi. Để 1.000 nè, tính đại đi cho tôi tính. Dạ, 13.000 đủ chị. 5, 6, 7, 10. Dạ rồi. Anh ơi cho em gửi lại. Ủa sao chị? Dạ tới giờ nghỉ trưa rồi, máy ngưng hoạt động hết rồi anh nha. Trời ơi. Em quay lại sao giúp em. Mấy anh chị ơi, hàng nào trả về quầy đó giúp em nhớ đúng quầy nha. Em cảm ơn. Trời ơi. Dạ cảm ơn các bạn diễn viên hỗ trợ rất là nhiều. Xin mời các bạn về vị trí của mình ạ. Cảm ơn các bạn. Tình huống đang rớt vô các bạn chủ quầy chứ không phải là bạn không tạo cho tôi tình huống gì với chế lên 13.000 của bạn hết, cho nên tôi không thâu nạp. Dạ cảm ơn đại sĩ Việt Hương, nhưng mà bạn cũng đừng có buồn, bây giờ chúng ta còn đến hai vị ban giám khảo nữa. Bây giờ anh xin mời ý kiến của anh Trung Dân đi ạ. Còn có tố chất như nãy giờ chú Dân nói, và có một cái sự bất ngờ khi tiểu phẩm này nó kết thúc, chú chấp nhận cho con vô vòng. Dạ cảm ơn anh Trung Dân, xin chúc mừng bạn. Như vậy là cơ hội chúng ta vẫn còn. Không biết là ý kiến của anh Quốc Thuận như thế nào ạ? Bạn phải chiến thắng được bản thân của bạn. Là bởi vì tôi rất thích tiểu phẩm này. Dạ. Và tôi thì lại ngược với chị Việt Hương. Tôi thấy bạn vào đúng vai. Vai này mới là vai có đất diễn. Dạ. Và vai này nó mới tạo được tình huống. Và cú knock out của tiểu phẩm này là cái gì? Xin lỗi anh ơi, hết giờ. Bạn cho tôi được một cái tiểu phẩm nó có sự bất ngờ ở trong đó. Và tôi thì tôi luôn luôn thích những cái gì nó mang tính bất ngờ. Và tôi rất cảm ơn cái cô bạn diễn phụ của bạn. Bạn đó rất có duyên. Dạ. Tuy nhiên để được vào vòng trong, bạn phải hứa với tôi rằng là bạn ít nói lại và bạn hãy tìm hành động diễn. Dạ. Hy vọng là anh có thuận cho tôi bạn một cơ hội. Tôi nghĩ rằng là tôi thu nạp bạn. Yeah. Như vậy là bạn đã có hai quyền thu nạp, bạn đã đến với hiệp 3. Nhưng ở hiệp 3 là bạn phải hết sức cẩn thận nha, phải tập trung. Dạ. Và bây giờ không biết là bạn có muốn đến với hiệp 3 hay không? Dạ. Tổng số tiền của bạn đang là 6 triệu đồng. Suy nghĩ thật kỹ coi có nên tới hiệp 3 không? Tiểu phẩm 3 đó, em tự tin hay không? Dạ, cái đó em tự tin nhất. Đáng lẽ là cái mình tự tin nhất phải diễn trước, hiểu không? Chứ lỡ nãy mà xui xui mà rớt thì sao? Rồi cuối cùng không có dịp diễn cái tiểu phẩm 3 luôn.
Dạ tại cái đó nó dư giờ nên em không biết sao. Là tự tin lắm đúng không? Dạ. Sẵn sàng đúng không? Dạ. Cố lên, anh Lâm sẽ ủng hộ em. Dạ, yeah. Cảm ơn anh. Và bây giờ chúng ta cùng đến với quyền mua bí kíp. Đạo cụ trai đặc biệt là em đang có rồi. Sử dụng bằng diễn thì em đang có rồi. Ở đây có thêm lượt và thêm thời gian. Nếu như em mua một quyền ở đây thì em sẽ tốn 1 triệu đồng. Bà quyết định mua không ạ? Dạ không. Không mua luôn. Đáng ghê. Chơi. Nói quá nói mà không mua. Này nè, cái này còn khó hơn bán hàng livestream đó. Dạ, em đó em cứ bán mà nhà sản xuất cứ kêu mua đi, kêu mua đi, kêu mua đi. Tại vì bệnh nghề nghiệp á, kêu mua đi á thì rốt cuộc không ai mua. Thì bây giờ em đã sẵn sàng chưa? Dạ rồi. Và bây giờ là thời gian chuẩn bị cho em đến với hiệp 3 tam đẳng của Minh Mẫn. Bắt đầu. Hiện tại thì số tiền của Minh Mẫn đang là 6 triệu đồng. Nếu như bạn chiến thắng ở vòng này, bạn được cộng thêm 10 triệu đồng. Và tổng số tiền cộng dồn của bạn là 16 triệu đồng. Và hiệp 3 tam đẳng của Minh Mẫn xin phép được bắt đầu. Dạ em chào chị, hôm nay chị muốn dùng gì ạ? Nhà hàng em có ưu đãi không, khuyến mãi gì không, giới thiệu chị đi. Dạ chúc mừng chị là hôm nay chị đến đúng cái ngày là kỷ niệm 100 khai trương của quán, cho nên là em xin giới giảm giá chị là cá tầm với giá là 279.000 một ký, giảm cho chị 10% còn là 251.100 đồng. Mắc quá. Dạ em muốn chị. Sao chị, sao em kêu chị là lú? Không, ý em là cá bông mú. Cái bông mú với giá là 329.000 một ký, em giảm cho chị 10%, mà nếu mà chị kêu mắc nữa em giảm tiếp cho chị là còn là cái mặt hai của 81 còn 41. Dạ. Cái gì chị không có hiểu, tính lại là bao nhiêu? Dạ chị yên tâm đi, quán em làm ăn rất là chuyên nghiệp, quán em có tính cho chị hết luôn á, cho nên là chị cứ yên tâm, chị việc đưa tiền cho em đưa bill chị tiền trao chéo muốt. Vậy nãy giờ nói nhiều chi? Dạ em là phục vụ mà. Thôi mấy món đó còn mắc lắm, bây giờ giới thiệu cái món nào mà ngon thiệt là ngon mà rẻ thiệt là rẻ đó. Ok chị luôn, chị hãy nhìn vào phía bên đây, em sẽ giảm giá cho chị nha, 25% tất cả các hải sản không ngậm được mồm. 25%? Dạ. Hải sản không ngậm được mồm? Dạ. Sao nó không ngậm mồm với cưng? Nó chết á. Thôi mặc đâu, chết mà ăn gì? Thì chết nó mới rẻ. Thôi bây giờ cho cái món nào đơn giản. Cơm chiên tỏi. Dạ chị, quán em có cơm chiên hải sản. Không, cơm chiên tỏi. Quán em có cơm chiên hải sản. Sao em không hiểu ý chị với. Dạ chị muốn order một phần cơm chiên tỏi. Dạ có ngay cho chị liền. Vậy mà kêu không có, lẹ lên nghe. Đói bụng quá rồi nè. Dạ chị, cơm của chị đây à, em mời chị. Ủa, đây cơm chiên hải sản mà. Thì chị gạt 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 cái hải sản ra, còn cơm chiên tỏi là cơm chiên tỏi. Vậy mà chị kiểu. Dạ cho em tính tiền của chị là 328.800 đồng. Thôi chị mắc vậy không ăn đâu, không ăn, không ăn đâu. Nếu các bạn nằm trong trường hợp trên thì các bạn sẽ chọn phương án nào sau đây? Thứ nhất, đuổi cô ấy ra khỏi quán và không cho cô ăn nữa. Thứ hai, bắt cô ấy lau dọn quán để trừ tiền cơm. Dạ thứ ba, chụp hình cô ấy đăng lên mạng xã hội để thiên hạ dèm pha. Nhưng còn tôi sẽ không chọn ba phương án trên, mà tôi sẽ chọn phương án trả tiền cho cô ấy. Tại vì sao? Tại vì tôi tìm được sự đồng cảm ở cô ấy và chúng tôi đã trở thành người yêu của nhau. Dạ hèn chi năn nỉ quá trời không mua thêm thời gian, năn nỉ quá trời cũng không mua thêm lượt đâu luôn. Mà thật sự tiểu phẩm này mắc cười nha, duyên dáng. Cảm ơn anh. Cảm ơn em. Cảm ơn bé, xin mời bé về vị trí của mình ạ. Cảm ơn em. Hồi nãy ở dưới thì em thấy anh Thuận cười rất là nhiều, không biết anh nghĩ như thế nào về tiểu phẩm vừa rồi ạ? Chúc mừng bạn, bạn đã vượt qua chính bản thân bạn. Dạ. Bạn đang lựa chọn một cái diễn xuất mà tôi cho rằng đó là một cái rất khó. Cần phải có một cái sự hợp tác ăn ý với người bạn diễn của mình. Mặc dù trong tiếng nói sân khấu của bạn có một, dạ, số từ nói không rõ, nhưng tôi chấp nhận được là bởi vì bạn đang là môn sinh mà. Dạ, dạ. Và hỏi tôi rằng tiểu phẩm này tiếu không? Tôi nói có tiếu. Và bạn đã đưa vào những cái gọi là những cái từ ngữ mà nó đang trào lưu, nó đang trending. Cho nên chính vì thế tôi chấp nhận bạn. Và tôi xin chúc mừng bạn. Cho dù có đi tiếp nữa hay không, thì tôi vẫn khuyên bạn một điều là nên đi tìm đúng thầy, tìm đúng lò để trau dồi cái kỹ năng. Và tôi hy vọng rằng là bạn sẽ là một tài năng trong tương lai. Chúc mừng bạn. Cảm ơn bạn. Vui chưa? Dạ vui. Nhưng em thấy là cái tiểu phẩm này em diễn không diễn, ban đầu em giới thiệu em là phục vụ đúng không? Dạ. Đem ở ngoài đời thực lên sân khấu luôn. Dạ. Cho nên tiểu phẩm này em rất là duyên dáng. Và bây giờ chúng ta cùng nghe những lời nhận xét của anh Trung Dân. Vậy em xin mời anh ạ. Con đưa ra ba cái tiểu phẩm chú Dân đều thích hết. Nói chung thì con có kỹ năng, có một cái điều kiện để mà con làm cái nghề này. Chú chấp nhận con. Wow.
Xin chúc mừng em, như vậy là em được hai quyền thu nạp, đồng nghĩa với việc em sẽ đến với hiệp 4. Nhưng mà trước khi đến với hiệp 4 thì chúng ta cùng nghe những lời nhận xét của đại sư tỷ Việt Hương và em mời chị. Nếu như đây là một chương trình thu nạp để đào tạo thì tôi sẽ chọn bạn. Nhưng mà nếu mà là vợ Tiếu Lâm thì tôi không thu nạp. Dạ. Vì nó không đủ tiêu chí Tiếu Lâm, không đem lại tiếng cười. Chị xin lỗi là Tiếu Lâm thì em chưa đủ đạt, cho nên chị không chấp nhận. Dạ. Dạ, cảm ơn chị Hương. À, bây giờ là bạn đã có hai quyền thu nạp, đồng dạ. nghĩa với việc bạn sẽ đến với hiệp 4. Và bây giờ là thời gian của bạn suy nghĩ và quyết định bạn có muốn bước đến hiệp 4 hay không. Hiện tại tổng số tiền của bạn là 16 triệu đồng. Nếu như cảm thấy mình đã chuẩn bị tiểu phẩm kỹ càng thì mình hãy nên bước đến hiệp 4. Còn nếu cảm thấy mình chưa tự tin lắm và tiểu phẩm mình chưa chuẩn bị thì bạn có thể dừng cuộc chơi tại đây. Và quyết định của bạn Minh Mẫn là... Dạ em xin dừng. Như vậy là bạn Minh Mẫn đã dừng cuộc chơi tại đây và tổng số tiền còn lại của bạn là 8 triệu đồng. Chúc mừng bạn. Hiện tại cảm giác của mình rất là thích, rất là sung sướng và đã chinh phục được các vị giám khảo. Tuy là cô Hương không chọn nhưng mà mình cảm thấy rất là vui và mình học hỏi được nhiều thứ. Mình cảm thấy mình tự tin hơn, nhận ra là mình mạnh về cái gì, yếu về cái gì. Và mình hứa mình sẽ cố gắng hơn, nhất định mình phải đi học thêm ở một trường nào đó, rèn luyện cái kỹ năng của mình hơn nữa để mình có cơ hội mình thực hiện và mình theo đuổi cái đam mê của mình.